Xin chào toàn thể quý anh, anh chị em đã quay trở lại với video của đồng hồ Duy Định Rất vui được gặp lại các bác trong video review sản phẩm Và với trong video ngày hôm nay Duy Định sẽ có hai phiên bản đến từ nhà Oren Và cũng có một chiếc phân khúc Oren thường Và một chiếc số 2 là Oren Star Nogo chữ S ở đây Chính là phiên bản cao cấp nhất của dòng Oren Và với cỗ máy của chúng ta thì sẽ có tình trạng trong video này đều là cỗ máy mới 100% đầy đủ hộp sổ Để nhau có thể cân đối và tham khảo trong video này À, với sản phẩm đầu tiên chúng ta sẽ có với một chiếc thuộc uh, phong cách của dòng Orandit đây sang trọng nó sẽ có một ô lịch cốc 12 giờ giống như với phiên bản Rolex là dòng luxury à, với phiên bản Orand này cũng có tựa trên mình một cái thiết kế cũng rất là đẹp như vậy ngoài ra thì toàn bộ thân vỏ nó cũng được mạ PVD màu vàng rất là bắt mắt phù hợp cho anh em uh, sử dụng với một chiếc đồng hồ nó sang trọng và lịch lãm và cũng phù hợp cho anh em với môi trường văn phòng hay là với một môi trường cần những chiếc đồng hồ sang trọng thì đây là một cái sự chọn lựa rất là phù hợp. À, với chiếc này thì chúng ta sẽ có về thiết kế thân vỏ là đều được mạ PVD màu vàng anh em nhé. Với phần dây sẽ có ba mắt nhỏ được mạ đường mi vàng. Còn về thân vỏ thì nó sẽ được mạ ở phần niềng mặt số. Còn à, mặt số bên trong thì nó sẽ có được mạ ở những cái vị trí là cọc số này, phần kim này và phần núm chỉnh cũng đều được mạ PVD màu vàng để cho chúng ta có một cái thiết kế nó sang trọng và mang lại cho chúng ta cái sự uh, hài hòa về màu sắc. Chiếc này thì về form size sẽ có là size mặt 40.5, phục vụ cho anh em chu vi cổ tay tầm khoảng 10 uh, 15 trở lên này, anh em có thể chơi được. Và cổ tay của dự điện trong video này là 15.5 này, lên tay cực kỳ đẹp và rất bắt mắt. Ở uh, chiếc này nó có một cái sự độc đáo cho anh em, đó chính là một ô lịch ở góc 12 giờ, uh, chính là một cái thiết kế mà những mẫu sản phẩm khác uh, gần như là không có thì cái sản phẩm này nó cũng gửi tới cho anh em cái thông điệp đó chính là một ô lịch đết đây riêng biệt 12 giờ có một ô lịch thứ còn góc 3 giờ sẽ có một ô lịch ngày giống như bao chiếc đồng hồ khác chiếc này thì sẽ có mặt màu vàng cát trải tia anh em nhé phần kim lưỡi kiếm vót nhọn này ở à, khá là phù hợp vào góc 12 giờ sẽ có logo là hai chú sư tử và dòng chữ Oren Automatic ở chiếc này thì nó sẽ là bản nhật nội địa ở góc 6 giờ sẽ có dòng chữ Japan có nghĩa là cỗ máy sẽ được sản xuất và lắp ráp hoàn toàn tại thị trường Nhật Bản. Ngoài ra thì anh em có thể tra cứu một cái bản mã của chiếc này nó được sở hữu là một cái thẻ tác tiếng Nhật với mã số là RN AX0002S, mức giá retail là 42.900 yên. Và hiện tại thì giá của yên Nhật đang tăng khá nhiều so với trước đây thì anh em có thể tra cứu trên Google có thể biết được tỷ giá. Và nếu nhân vào cái tỷ giá này anh em về Việt Nam nó rơi vào đâu đó khoảng 7 triệu rưỡi đến 8 triệu. Còn nếu anh em mua ở store Việt Nam cũng có một cái khoảng giá như vậy hiện tại thì đồng hồ dưới định đang có cái sản phẩm này với mức giá là 4 triệu 800 ngàn một cỗ máy mới 100 đầy đủ hộp sổ chính hãng cho anh em anh em có thể báo test báo trách toàn quốc ngoài ra thì bên em cũng có tặng kèm một bộ dây da cá sấu handmade thủ công 100 với một cái chất liệu là da cá sấu thật giá trị khoảng 500 ngàn để anh em có thể thay thế với những bộ dây da này nhé còn về mặt sau thì sản phẩm nó sẽ được trang bị với một bộ khóa bướm trên dây kim loại có nghĩa là khóa gập hai bên này đây đưa có thể gọi là khóa bướm trên dây kim loại sử dụng rất là gọn gàng và không bị cấn tay trong quá trình sử dụng còn về thân máy thì sẽ được trang bị với một cái đầu máy của sản phẩm là cỗ máy F6E22 có 22 chân kính này. có thêm các cái thông tin như water resistant 13 chống nước 13 các bác có thể tắm rửa được và với một cỗ máy này sẽ có khả năng chữ cót là khoảng 42 giờ có hỗ trợ có tay và có cả rừng kim dây trong quá trình sử dụng anh em nhé cỗ máy F6 của nhà Oren thì rất là đáng chơi và cũng có một cỗ máy bền bỉ mức giá phù hợp cho anh em trong tầm giá trên này thì dự định đang giao lưu với anh em là 4 triệu 8 các bác quan tâm thì có thể liên hệ với dự định qua số hotline để góc trái màn hình Đó, ờ, cái mẫu sản phẩm này cực kỳ là hợp lý cho anh em trong tầm giá nhé à, với sản phẩm này thì nó có một cái hay nữa đó chính là một bộ dây thép đúc đặc nguyên khối với những cái mắt nhỏ được ghép lại với nhau giúp cho anh em cổ tay trung bình lên tay nó rất là vừa vặn và sẽ có một cái trải nghiệm dây kim loại trên cổ tay nó rất là êm ái không như những phiên bản khác cùng với đó thì chúng ta sẽ tham khảo sang cái sản phẩm số 2 đó chính là một chiếc Orange Star với thương hiệu này nó là một cái dòng thương hiệu định hình cho anh em là dòng cao cấp của Orange đối với máy Nhật nó không phải là cao cấp nhất uh, trong tất cả những thương hiệu nhưng mà đối với máy Nhật uh, dòng Oran thì đây là cỗ máy mang thương hiệu cao cấp nhất đó chính là logo chữ S của dòng Oran Star trên này thì với một cái bản mang tên gọi là Oran Open Heart bản này thì sẽ có uh, một cái thiết kế nộ cơ ở vị trí góc 9 giờ rất là đẹp ngoài ra thì nó cũng có thiết kế form size nhỏ phục vụ cho anh em chu vi của tay nhỏ tầm từ 15 trở lên là anh em có thể chơi được rồi về Thiết kế size của nó đâu đó chỉ có 39.3 anh em nhé Phục vụ cho anh em chu vi cổ tay trung bình thôi Khoảng 15 trở lên các bác có thể chơi được rồi Và cổ tay của Duy Định chỉ có 15.5 lên tay cực kỳ đẹp Cái bản này nó có một cái hay cho anh em nữa Đó chính là một thiết kế uh, mặt xám lông chuột Rất là đặc biệt và với sản phẩm mặt xám lông chuột Thường thì những cái phiên bản nó cho ra ít rất là ít cái bản màu sắc này Thường thì nó chỉ có xanh, đen, trắng và vàng thôi thực sự nó màu xám đồng chuột nó cũng rất ít gặp và phiên bản này có được thiết kế dòng lộ cơ với mặt xám rất đẹp như vậy cọc số và phần uh, kim của chúng ta cũng được mạ PVD màu vàng hồng anh em nhé rất là đẹp và sang trọng này góc 12 giờ cho chúng ta một cái kim báo năng lượng khi các bác nhìn vào cái kim này có thể biết được là khi nào sản phẩm hết cót nếu gần hết cót các bác có thể nên có tay ở vị trí trong cùng này uh, và nếu mà các bác ít đeo ấy các bác có thể nên có tay cho nó lên tới cái vị trí gần 50 Thì các bác để qua đêm thoải mái Khả năng chữ cót của chiếc này nó cao, cực kỳ cao Với khả năng chữ cót lên tới 50 giờ thì nó hơn 2 ngày cơ Nó nên anh em yên tâm với bộ báo kim uh, kim xăng như thế này Cực kỳ tuyệt vời uh, Góc 9 giờ thì vẫn là một ô cửa sổ nộ cơ Như báo chiếc đồng hồ khác Góc 9, 6 giờ sẽ có logo chữ S Dòng chữ Oran Automatic Góc 6 giờ vẫn có dòng chữ Japan Có nghĩa là sẽ được sản xuất và lắp hoàn toàn tại thị trường Nhật Bản và Orasta nhằm yên tâm 100% sẽ được sản xuất tại thị trường Nhật Bản đó và được kiểm định bởi tập đoàn Epson. Trên này thì mặt sám nông chuột sẽ có mã số cho anh em là REAT 0007N các bác nhé và sản phẩm này thì sẽ có kết hợp với dây da khóa bướm này dòng cao cấp nó đi với một cái thiết kế khóa bướm chống gãy dây đây là khóa bướm chống gập thấp đúc đặc có logo của Orang Star đây đó, dây da nguyên bản của hãng còn về cỗ máy thì anh em sẽ có một cỗ máy đời cao của Oren là cỗ máy in-house với một cái đồng máy F6R4 có 22 chân kính và tần số dao động là 21.600 khả năng chữ con lên tới 50 giờ Ở bản này thì cũng có độ chống nước khá cao Water Resistant 13 Stain Team thế không gì ngoài ra thì cỗ máy này có kính sapphire chống sức tuyệt đối cho anh em có phủ AR chống nóa trong trèo. Epson là tập đoàn mẹ sản xuất và kiểm định của Oren và chúng ta sẽ có dòng chữ min japan trên thân máy bên trong thì bố văng cũng có được mạng pvd màu vàng với thông tin dòng chữ oren rất là đẹp và chúng ta có tem của oren với phiên bản này ở chiếc này thì sẽ có một cái mức giá giao lưu cho anh em trong thời điểm hiện tại vô cùng là tuyệt vời với bảng giá là 7 ,2 triệu 2 nếu mà anh em có thể tham khảo ở hãng store hay là bên Nhật đang có mức giá cho anh em ngoài 10 triệu đồng và bên em cũng có sale mức giá hợp lý để cho các bác có thể tiết kiệm và bác nào mua hàng tại đồng hồ duy định rồi thì cho em để xin một cái ý kiến qua cái video này bên dưới comment nhé rất là cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian theo dõi sau đây em xin khép lại video tại đây xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo